Xin chào các bạn, hôm nay nhóm review thông tin bất động sản alocanhotg.com xin gửi đến các bạn thông tin dự án biệt thự, nhà phố Akmena của chủ đầu tư Khang Điền. Dự án Akmena có quy mô 4,3 hectare do Khang Điền phát triển với các sản phẩm biệt thự, nhà phố, shop house và hệ thống tiện ích. Vị trí đắc địa liền kề khu đô thị Mega Ruby Khang Điền đã phát triển. Trước mắt các bạn đây là khu đất của dự án trước khi khởi công xây dựng vào ngày 23 tháng 9 vừa qua. Dự án Akmena tọa lạc tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức có vị trí thuận lợi khi tọa lạc ngay vòng xoay Phú Hữu, liên phường, đường dẫn lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thuận tiện kết nối giao thông và di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khu biệt thự Akmena gồm công viên trung tâm và khu thể dục thể thao rộng với điểm nhấn là hồ cảnh quan mát lành. Sau một ngày làm việc, cư dân Akmena sẽ tìm thấy những phút giây bình yên, tự tại, tận hưởng không khí ấm áp quây quần cùng gia đình ở khu BBQ. Clubhouse hay tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho bản thân tại khu yoga ngoài trời, hồ bơi, đồi thiên. Dự án Akmena gồm 180 căn nhà phố, biệt thự 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 3 lầu với diện tích 5 x 15m, 5 x 16m, 7 x 15m, 7 x 16m. Các ngôi nhà và biệt thự tại Akmena Khang Điền đều có ban công, nhiều cửa sổ để đón ánh nắng cùng không khí trong lành. Bên ngoài, tường rào được phủ xanh, kết hợp sân và vỉa hè lát đá granite tăng tính thẩm mỹ cho toàn khu. Mỗi ngôi nhà tại đây đều có gara ô tô, có khoảng lùi trước sau rộng rãi. Khang Điền cũng chăm chút từng đường nét thiết kế cho những ngôi nhà tại Akmena theo đúng tinh thần ngôi nhà để đời với kiến trúc tân cổ điển, kết cấu bền vững, đẹp mãi theo thời gian. Các bạn quan tâm vui lòng để lại thông tin để đội ngũ chuyên viên của chúng tôi liên hệ tư vấn chi tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ nhóm review Alo Căn Hộ Sài Gòn bằng cách like và share nhé.